Những ngày từ 2 tháng 5 đến 14 tháng 6, có hai lần tôi phải đến trình diện với những tên Việt Cộng đã tiếp thu vụ đặc quỷ Trung ương tình báo. Lần đầu tiên, tôi không nhớ rõ ngày nào. Họ cử hai người mặc thường phục đến nhà mẹ tôi, chở tôi đến một trụ sở cũ của cơ quan ở đường Trần Bình Trọng. Chúng bảo tôi viết lại những gì tôi biết được về khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1972, lúc tôi trà trộn trong sinh viên để tiếp cận với Tổng hội Sinh viên Sài Gòn do Huỳnh Tấn Mẩm làm chủ tịch. Họ giữ tôi từ sáng đến 6 giờ chiều mới đưa tôi về nhà. Tôi phải đưa tiền để mua phần ăn trưa. Lần thứ hai, họ gửi thư gọi tôi đến trình diện tại nhà an toàn cũ của ban A17 ở đường Phan Thanh Giản. Nơi đây tôi gặp Nguyễn Tá, người đã làm việc chung với tôi khi tôi còn làm ở ban Z, ban công tác nội chính, và cũng là người đã tiếp thu phủ. Tôi nghĩ lần đó chỉ là vài ngày trước khi tôi trình diện cải tạo. Tôi không phải viết gì lần này, Nguyễn Tá khuyên tôi nên đi trình diện học tập cải tạo theo chỉ thị của chính phủ cách mạng lâm thời, để được sự khoan hồng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó, danh từ cải tạo được nghe nói đến khắp nơi. Cải tạo tư tưởng, cải tạo nếp sống, cải tạo xã hội, cải tạo kinh tế, vân vân và vân vân được loan báo hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình. Binh sĩ Nam Việt Nam trình diện cải tạo và được thả về sau 3 ngày. Hạ sĩ quan Nam Việt Nam được thả về sau 7 ngày cải tạo. Và rồi sĩ quan từ cấp thiếu úy đến đại úy phải học tập trong 10 ngày. Sĩ quan từ thiếu tá trở lên, nhân viên chính quyền từ trưởng ty đến tổng thống, cũng như nhân viên tình báo trung cấp và cao cấp phải trình diện học tập trong 1 tháng. Theo thông cáo của chính phủ cách mạng lâm thời, lịch trình diện của chúng tôi là từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 và địa điểm là trường trung học Chu Văn An. Chúng tôi phải đóng tiền ăn trong 1 tháng là 14.000 đồng cho mỗi người và phải mang theo chăn màn quần áo. Mọi việc diễn ra rất hợp lý. Cộng sản chọn trường học để làm địa điểm trình diện cải tạo và quy định thời gian hợp lý cho từng cấp bậc. Mặc dù chúng tôi không tin vào những lời nói của Cộng sản, chúng tôi phải tự trấn an bằng cách hy vọng điều đó là sự thật. Ngoài ra, chúng tôi làm được gì trong hoàn cảnh ấy và chúng tôi có thể trốn đi đâu bây giờ? Chúng tôi coi như đã chết rồi từ ngày 30 tháng 4. Ngày 13 tháng 6 nhằm ngày thứ 6, một ngày xui xẻo. Ngày 14 là Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 cũng là ngày xui đối với người Việt Nam. Chúng tôi quyết định chọn ngày 14 tháng 6 là ngày đầu tiên đi cải tạo với hy vọng rằng hai cái xui sẽ trở thành một cái hơn. Tôi chẳng còn tiền để đóng nên đành phải cầm thế chiếc nhẫn cưới để có tiền đi cải tạo. Điều này giống như một chuyện đùa, nhưng đó chính là sự thật mà tôi đã phải trải qua một cách cay đắng. Trên chiếc xe buýt từ nhà mẹ tôi đến trường trung học Chu Văn An, chúng tôi gặp một ông lão. Ông ta hỏi chúng tôi đi đâu vậy. Tôi nghĩ rằng ông ta nhìn thấy đồ đạc cồng kềnh của chúng tôi. Tôi trả lời rằng chúng tôi đi học tập cải tạo. Ông ta nhìn chúng tôi cười một cách khó hiểu và chúc chúng tôi may mắn. Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa của nụ cười của ông ta. Tôi chắc rằng ông ấy có vẻ thương hại chúng tôi, bởi vì không chỉ có hai chúng tôi đi cải tạo mà còn có cả đứa con trong bụng của vợ tôi nữa. Trường trung học Chu Văn An là trường mà tôi đã theo học vào năm lớp 12. Đó là năm 1963, năm mà Dương Văn Minh được Mỹ giúp sức để làm cuộc đảo chánh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và bắt đầu cuộc xáo trộn miền Nam Việt Nam, ngõ hầu Mỹ có cơ hội đưa quân vào Việt Nam. 12 năm sau, tôi lại trở lại trường xưa và Dương Văn Minh, người đã vừa giúp đỡ Việt Cộng chiếm miền Nam, đang ở trong Đại học xá Minh Mạng, nơi trình diện dành cho sĩ quan từ cấp đại tá đến cấp tướng. Bạn bè và đồng nghiệp của tôi đang đứng phía trước trường. Linh và Lan, vợ chồng chị vợ tôi, đã trình diện vào hôm qua sau khi giao hai đứa con trai 4 tuổi và 1 tuổi cho ông bà ngoại nuôi dùng. Nhìn cái bụng vợ tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể chịu đựng 1 tháng cải tạo, cho dù đó là 1 tháng như lời họ nói. Nhưng tôi lại nghĩ, mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn riêng. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng chúng tôi coi như đã chết từ ngày giải phóng. Phần còn lại chỉ là một cuộc sống vô vọng. Ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ là một danh từ. Trong ý nghĩ đó, chúng tôi bước vào ngày cải tạo đầu tiên của chúng tôi sau khi nói đùa với bạn bè rằng ai đi sớm sẽ được về sớm. Trường trung học Chu Văn An nằm đối diện với nhà thờ ngã 6 trên đường Minh Mạng thuộc quận 5 Sài Gòn. Từ trường, tôi có thể nhìn thấy trụ sở Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trên đường Hồng Bàng
nơi tôi thường đến hầu như hàng ngày từ năm 1969 đến năm 1975. Trường có hai dãy nhà hai tầng. Tôi được đưa vào nhà đầu tiên, vợ tôi cũng thế. Từ đó, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh trên đường phố bên ngoài. Vợ tôi vào phòng đầu tiên dành cho phụ nữ, nơi từng là lớp học của tôi 12 năm về trước. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là đời tôi đang diễn ra những sự trùng hợp kỳ lạ. Tôi đứng trên ban công của trường, nhìn về phía nhà thờ nơi tôi thường chơi đùa cùng bạn bè. Những bạn tôi đang ở đấy, nhưng họ không phải là những người bạn học cũ của tôi. Một vài người lo lắng quay về nhà, một vài người khác vội vã băng qua đường để vào trường sau khi từ giã thân nhân. Lớp học nơi tôi bước vào hoàn toàn trống rỗng, mọi vật đã được dời đi nơi khác. Tôi trải chiếc chiếu cói lên sàn nhà nơi được đặt bục giảng của giáo sư trước kia. Chúng tôi chia nhau mỗi người một khoảng trống khoảng vừa một chiếc chiếu. Cái ba lô biến thành gối nằm và nó đã đi theo cùng tôi đến lúc tôi trở về 17 năm sau. Trong ba lô, tôi có một cái mùng ni lông, một cái mền ni lông nhà binh, hai quần jean, hai áo sơ mi, cái bi đông đựng nước uống, cái áo khoác, một bông xô nhà binh, 10 gói mì ăn liền, một gói cơm sấy, một gói thịt khô và một gói đựng thuốc gồm Tylenol, penicillin, thuốc tiêu chảy, quinin và một cuộn băng keo. Tôi chuẩn bị cho một cuộc sống trong rừng chứ không phải trong thành phố. Cái mà tôi quên là chiếc võng mà tôi nghĩ có lẽ sẽ rất cần thiết với tôi sau này. Lớp học gợi tôi nhớ đến những người bạn xưa, vài người đã chết trong cuộc chiến, vài người đang ở nơi nào đó bên ngoài kia, một vài người chắc đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi bây giờ đây. Tôi đi qua phòng của vợ tôi, mọi người trong phòng đã giúp vợ tôi có chỗ nằm kế bên chị vợ tôi. Ngọc, Liễu, Ba, những người đàn bà làm chung với vợ tôi trước kia ở phòng tuyển mộ, cố an ủi tôi bằng cách hứa sẽ chăm sóc vợ tôi khi cô ấy cần. Tôi rời vợ tôi sau một lúc và đi quanh tìm bạn bè. Mọi người đang bàn tán về danh từ cải tạo của Cộng sản, nhưng không ai dám nhìn nhận sự thật rằng cải tạo không gì khác hơn là trả thù. Danh từ tẩy não và quyển sách trại đầm đùm được viết bởi một nhà văn ở miền Nam là những gì mà tôi được biết về sự cải tạo của Cộng sản. Nhưng sự thật về cái gọi là cải tạo vẫn còn là một điều bí mật đối với tôi. Chúng tôi đã được biết ít nhiều về cải tạo các cô giác ở Liên Xô. Sau khi Cộng sản cầm quyền ở đây, các cô giác được đưa đi Siberia để cải tạo và chết ở đấy. Sau khi chiếm Trung Quốc, Cộng sản đã đưa hàng trăm ngàn người Trung Hoa quốc gia đi Tân Cương để cải tạo và chết ở đó. Nhưng chúng tôi không biết gì về số phận của các người Việt Nam sau khi Hồ Chí Minh chiếm miền Bắc. Họ đã bị giết chết hay vẫn còn trong các trại tập trung ở miền Bắc Việt Nam. Những người Cộng sản Việt Nam đối xử như thế nào đối với kẻ thù của họ? Tôi không nghĩ Cộng sản Việt Nam sẽ làm một cuộc thảm sát giống như Hitler đã làm ở các lò sát sinh vì chúng không muốn làm mục tiêu cho công luận. Nhưng giết lần mòn là điều mà họ có thể thực hiện được mà không sợ ai phản đối. Đi vào trại, chúng tôi phải chấp nhận mọi điều xảy ra, ngay cả điều xấu nhất, đó là cái chết. Tẩy não và cải tạo có lẽ là hai từ rất tương đương với nhau. Cộng sản tẩy não kẻ thù của họ như thế nào? Cải tạo tư tưởng là danh từ mà Cộng sản đã dùng rất nhiều trong những ngày đầu giải phóng. Chúng bảo rằng nhân dân miền Nam đã từng sống một thời gian dài với đế quốc Mỹ và ngụy quyền Nam Việt Nam, cần phải được cải tạo tư tưởng để thích hợp với xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. Nhưng cải tạo như thế nào vẫn là một điều khó hiểu. Mỗi nơi có một cách để cải tạo. Những thanh niên bị cắt quần ống loe, phụ nữ không được mặc áo dài và không được trang điểm. Cái gọi là nhạc vàng bị cấm triệt để. Sách vở xuất bản ở miền Nam bị coi là phản động và đồi trụy và bị thiêu hủy. Dân chúng phải lao động và thu nhập tùy theo công sức mà họ đóng góp, vân vân và vân vân. Đó là những điều mà Cộng sản gọi là cải tạo xã hội. Nhân viên của chế độ cũ phải được học tập những điều gọi là tội ác của đế quốc Mỹ và ngụy quyền cùng chiến thắng của cách mạng và của xã hội chủ nghĩa. Đó là những điều mà Cộng sản gọi là cải tạo tư tưởng để thích hợp với xã hội mới. Mặc dù chúng tôi không tin đơn giản như vậy, nhưng chúng tôi là hy vọng mọi việc sẽ không đến nỗi quá tồi tệ. Điều đó cũng là điều tất nhiên đối với một con người khi lâm vào cảnh khốn cùng thì luôn luôn mong mỏi một điều gì đó khá hơn để tự an ủi mình. Chúng tôi không thể đi đâu được, không thể trốn tránh được. Chúng tôi đành phải đặt số phận mình vào tay kẻ thù.
đi vào trại cải tạo và chờ đợi mọi điều có thể xảy ra với chúng tôi. Phần 2. Điều vô lý. Vài chiếc xe van mang tên những nhà hàng ăn ở Sài Gòn như Bách Hỷ, Đại La Thiên, Đồng Khánh, Mandarin tiến vào trường. Nam nữ tiếp viên mặc đồng phục trắng xếp thức ăn lên bàn đặt trong sân trước trường gần cổng chính. Và rồi, từ chiếc loa phóng thanh treo ở dãy nhà đầu tiên vang lên lời mời trại viên đi ăn cơm chiều. Những trại viên vào ngày hôm qua đi đến bàn ăn một cách tự nhiên, nhưng những trại viên mới vào đi theo một cách lúng túng. Tôi cùng vài người trong đội đến bàn ăn của nhà hàng Bách Hỷ, lấy một ít thức ăn vào chén rồi đến ngồi ăn chung với vợ tôi. Chị vợ tôi nói rằng ngày hôm qua họ giải thích phần ăn ấy là tiền của chúng ta đóng góp. Họ chưa có nhà bếp nên phải mua từ những nhà hàng đến phục vụ chúng ta. Lời giải thích rất hợp lý. Nhưng nhìn những bộ đội của họ đang canh gác quanh trường ăn cơm với rau muống và nước mắm trong những mâm nhôm, chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Chúng đang làm gì đây? Thật là một điều vô lý. Có phải đó là một cách để che mắt nhân dân Sài Gòn, và đối với những phóng viên ngoại quốc ngoài kia, có lẽ đó là cơ hội tốt để loan truyền về chính sách nhân đạo của Cộng sản. Sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, phóng viên ngoại quốc vẫn tiếp tục quan sát và săn tin về những gì đang xảy ra sau cái gọi là giải phóng của Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến lớn nhất sau Thế chiến thứ hai. Do đó, Cộng sản luôn tạo cơ hội tuyên truyền khắp thế giới, cũng như họ đã làm như thế trong chiến tranh. Phóng viên ngoại quốc luôn luôn là phương tiện cho họ thực hiện chiến lược này. Ai có thể biết được những gì xảy ra bên sau bức màn sắt? Tôi không tin họ đối xử với chúng tôi như vậy mà không có mục đích gì. Cộng sản luôn luôn dùng hành động này để che giấu một hành động khác. Điều gì sẽ xảy ra cho chúng tôi sau khi họ đạt được mục tiêu tuyên truyền về chính sách nhân đạo của họ đối với kẻ thù? Tất cả chúng tôi đang chờ đợi những điều sắp xảy ra. Phần 3. Chuyến di chuyển đầu tiên. Khoảng 6 giờ chiều, tôi đang ngồi với vợ tôi thì có người vào gọi vợ tôi rời trường Chu Văn An để ra về với lý do là cô ấy sắp đến ngày sinh. Cô ấy đang có mang ở tháng thứ 9. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho vợ tôi vì cô ấy sẽ không phải sinh con trong trại. Nhưng tôi lại không biết cô ấy sẽ ra sao đây khi không có tôi bên cạnh. Tôi xách túi xách và tuyển vợ tôi ra cổng với lời an ủi rằng hy vọng rồi đây chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau một tháng. Tôi nhìn theo vợ tôi bước lên chiếc xe xích lô đạp rồi quay trở vào trường với một nỗi buồn man mác. Tôi sẽ không thể gặp được con tôi khi nó chào đời. Tôi sẽ không có dịp để săn sóc vợ tôi, cô bé mỏng manh của tôi khi cô ấy sinh nở. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là tốt hơn là vợ tôi phải chịu đựng sự đau đớn ở trong trại. Mọi người ngóng theo tôi khi tôi đưa vợ tôi ra về và quay lại vào trong trường. Có vài người đến chúc mừng vợ tôi, đồng thời an ủi tôi vài lời. Sau đó, chúng tôi ngồi bàn tán về tương lai của chúng tôi sau khi họ thả vợ tôi ra về. Trường Chu Văn An nằm cạnh bên nhà báo xanh Hồng Bàng. Nếu chúng tôi còn tiếp tục ở đây để cải tạo thì rất thuận tiện cho vợ tôi một khi cô ấy sinh đẻ. Không ai bảo ai, chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng cho một sự di chuyển. 6 chiếc xe buýt tiến vào trong trường vào khoảng 7 giờ chiều. Chúng tôi được báo cho biết rằng chúng tôi sẽ được chuyển đến một trại cải tạo để có điều kiện thuận tiện hơn cho chúng tôi học tập một cuộc sống trong chế độ mới. Chúng tôi đã đoán điều này sẽ phải đến, nhưng không biết chúng tôi sẽ bị đưa đi đâu. Một khu rừng sâu, một hải đảo như Phú Quốc hay Côn Nôn, nơi đã từng là trại giam những can phạm chính trị hay trọng tội. Chúng tôi đang thảo luận về chuyến di chuyển vì hầu như mọi người đều đã sẵn sàng sau khi thấy vợ tôi rời trường. Khoảng 8 giờ, hai người mặc thường phục đội nón cối, tự xưng là anh Bảy và anh Tư, vào gọi chúng tôi xếp theo thứ tự từng đội từ đội 1 đến đội 6 và cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ được chuyển đến một trại cải tạo, nhưng không ai dám hỏi chúng tôi sẽ đi đâu. Mọi việc xong xuôi vào khoảng 9 giờ, nhưng chúng tôi phải đợi đến nửa đêm. Những chiếc xe bus vẫn đậu trong bóng tối ở sân trường. Không ai ngủ được cho dù chúng tôi đã phải trải qua một ngày căng thẳng và mệt mỏi. Mọi người thì thầm với nhau, dường như sợ rằng người khác có thể nghe được lời đối thoại của mình. Nhưng trong sự yên lặng ấy thì ngay cả tiếng mũi bay cũng có thể nghe rõ mồn một. Mọi người đều lo lắng về nơi sẽ đến và điều gì sẽ xảy ra ở trại cải tạo ấy. Đèn trong sân trường đột nhiên bật sáng. Mọi người dường như đang đợi chờ giây phút ấy nên đứng ngay dậy và hướng mắt ra sân trường. Vài người mang đồ đạc của họ tiến ra ban công.
Giọng của anh Bảy và anh Tư vang lên gọi trại viên đi đến xe buýt thuộc đội mình. Tôi leo lên chiếc xe thứ ba dành cho đội ba rồi ngồi đợi. Tôi chẳng còn gì để lo lắng nữa cả, vì tôi biết rằng nếu có điều gì xảy ra thì tôi sẽ chỉ chịu một mình tôi mà thôi. Ít ra tôi không còn lo cho vợ tôi và đứa con chưa ra đời của tôi nữa. Đoàn xe rời trường vào khoảng 2 giờ sáng về hướng ngã tư Bảy Hiền. Thành phố rất im lặng. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ đến Tây Ninh hay vào chiến khu D của Việt Cộng. Nhưng đến Bảy Hiền, đoàn xe lại đi thẳng rồi sau đó quẹo phải vào xa lộ Đại Hàn. Tiếp theo, đoàn xe lại quẹo trái vào xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Chúng tôi không hiểu sao họ không đi thẳng đường Phan Thanh Giản để vào xa lộ mà lại phải đi theo một lộ trình xa xôi như thế. Có lẽ họ muốn đánh lạc hướng chúng tôi. Đoàn xe cuối cùng tiến vào nơi gọi là làng Cô Nhi Long Thành vào khoảng 7 giờ sáng. Phải mất 5 tiếng đồng hồ để di chuyển một lộ trình khoảng 50 cây số chỉ để giấu một địa điểm mà chúng tôi đã biết từ lâu. Phần 4. Trại cải tạo Long Thành. Làng Cô Nhi Long Thành đã có một lịch sử mà hầu hết chúng tôi đều biết đến. Từ năm 1968 đến năm 1971, một tên Việt Cộng tên là Tư Sự, núp dưới lốt áo tăng lữ Phật giáo đã sáng lập và điều hành cái gọi là làng Cô Nhi. Hắn ta dùng Cô Nhi để quyên tiền cho Việt Cộng. Hắn cùng đồng bọn chứa vũ khí để chống lại bất cứ ai có ý định xâm nhập vào làng. Trong giai đoạn này, chính quyền Nam Việt Nam đã rất khó khăn để giải quyết tình hình. Nếu tấn công vào làng thì có nghĩa là chính quyền tấn công trẻ con. Nếu không thì càng lúc càng nguy hiểm cho chính quyền. Có một lần tôi đã đến làng Cô Nhi dưới danh nghĩa của phóng viên của nhật báo The Saigon Post. Trẻ con đầu trọc chân đất phải làm việc trên cánh đồng dưới nắng nóng của mặt trời. Và chúng chỉ được ăn chay vào mỗi bữa ăn trưa theo như quy định của tăng lữ Phật giáo. Cùng đi với chúng tôi còn có nhóm người trong thành phần thứ ba. Chúng tôi rất bực tức khi nhìn thấy trẻ con phải đứng dưới trời nắng nóng để đón chào những kẻ mang danh nghĩa lãnh tụ của cái gọi là lực lượng thứ ba này. Chúng dùng trẻ mồ côi để thu thập tiền bạc từ nhiều nguồn cung cấp mà nhất là những hội từ thiện Mỹ. Và trẻ con lại là cái lá chắn cho chúng nữa. Sau đó, chính quyền Sài Gòn đã phải dùng quân đội và cảnh sát để tấn công vào chiếm lấy làng, giải cứu trẻ em. Làng Cô Nhi đã trở thành trại cho nạn nhân chiến cuộc Bình Long. Một lần nữa, tôi đã có dịp đến đây để trao quà cho các nạn nhân chiến cuộc dưới danh nghĩa của đoàn sinh viên khoa học cứu trợ đồng bào chiến nạn. Tổ chức này chính là tiền thân của ban đại diện sinh viên khoa học mà tôi đã thành lập đầu tiên ở trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Trại cải tạo Long Thành nằm trên đỉnh của một ngọn đồi sát bên quốc lộ số 1. Không có cái bảng nào để cho biết đó là trại cải tạo ngoài một cái bảng kẻ khẩu hiệu. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà chúng ta thường thấy khắp nơi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đoàn xe ngừng lại ở giữa con đường chính của trại. Đó là con đường đất sét đỏ, rộng khoảng 5m và dài khoảng 800m, nối từ cổng vào đến căn nhà cuối của trại. Vì trại nằm trên đỉnh đồi nên không có cái giếng nào cả. Nước được chuyển đến bằng xe bồn. Khi chúng tôi đến, đã thấy nhiều người cầm can xếp hàng phía sau chiếc xe bồn. Họ vẫy tay chào chúng tôi dường như chào đón những người mới đến. Hai bên con đường chính là 10 căn nhà trệt, mỗi bên 5 cái. Hai căn nhà khác nằm ở cuối đường và một cái nữa nằm cạnh cổng trại. Mỗi căn nhà chia ra làm hai phòng giam, mỗi phòng chứa khoảng 100 trại viên thuộc hai đội. Mỗi phòng có 4 khung cửa cái và 8 khung cửa sổ không có cánh cửa. Họ chia trại viên ra làm 4 khối. Khối 1 gồm những người từng làm việc trong chính quyền Nam Việt Nam, từ trưởng ty đến tổng thống. Khối 2 gồm những người mà họ gọi là đảng phái phản động, tức là tất cả các đảng phái chính trị ở miền Nam Việt Nam, với chức vụ từ thư ký đến chủ tịch đảng. Khối 3 gồm những người làm cho cơ quan tình báo từ trung cấp đến cao cấp. Khối 4 gồm những sĩ quan cảnh sát từ thiếu tá đến cấp tướng. 5 căn nhà phía bên phải con đường dành cho khối 1. Phía bên trái thì 2 căn nhà đầu tiên dành cho khối 4, 3 cái còn lại là của khối 3. 2 căn nhà cuối đường dành cho trại viên nữ và căn nhà gần cổng là của khối 2. Còn một kiến trúc khác được dùng làm hội trường để họp tất cả các trại viên. Khoảng 50 trại viên trong mỗi đội được chia ra làm 4 tổ. Mỗi tổ phải nằm thành 2 hàng trong phòng, do đó tất cả là 4 hàng trong mỗi phòng giam. 2 hàng cạnh tường và 2 hàng ở giữa phòng. Những trại viên nằm cạnh tường quay đầu về phía tường, còn những trại viên nằm hàng giữa thì nằm đối đầu với nhau.
khoảng trống giữa hai hàng giữa và hàng cạnh tường dùng làm lối di chuyển. Còn hai phòng nhỏ ở đầu nhà, nơi từng là phòng ăn cho các cô nhi, nay trở thành phòng họp cho cán bộ cùng các đội trưởng, phòng chứa dụng cụ lao động cho trại viên. Đầu tiên, trại không có hàng rào để ngăn khu hay khối. Đầu năm 1976, họ bắt đầu xây dựng tường gạch xi măng để rào quanh trại và chia cách từng hai nhà một. Tường rào ngăn giữa đường chính với từng khu và tường ngăn cách riêng biệt khu nữ. Cùng lúc đó, trại đóng giếng và bơm nước vào từng khu thay vì cung cấp nước bằng xe bồn. Trại Long Thành càng lúc càng được củng cố. Phần 5, ngày đầu trong trại cải tạo đầu tiên. Tôi thuộc tổ 2, đội 3 trong khối 3. Do đó tôi phải vào phòng đầu tiên trong nhà thứ 4 phía bên trái của con đường. Chẳng có gì trong phòng ấy nên tôi phải trải chiếc chiếu cói trên nền xi măng ở giữa phòng để có chỗ ngủ và sinh hoạt. Việc đầu tiên tôi phải giải quyết là làm thế nào có nước để dùng. Tôi không có gì đựng nước, do đó tôi phải tìm cho được cái gì đó để đựng nước uống và nước rửa ráy. Tôi đi lùng xung quanh trại và tìm được một tấm tôn từng để lợp mái cho nhà ở của nạn nhân chiến cuộc vào năm 1972. Tôi không biết làm thế nào để làm cái thùng đựng nước bằng tấm tôn này, do đó tôi đã uốn hai đầu lại giống như xếp tờ giấy, sau đó xếp hai đầu còn lại biến nó thành một cái thùng chứa hình hộp vuông. Cái thùng đầu tiên này không thể đựng nước vì nó rò rỉ khắp nơi. Tôi quyết định đi lùng một lần nữa để tìm ra cái gì đó để hàn nó lại. Lần này tôi nhặt được một cái nón sắt, một tấm giấy hắc yến, vài cây đinh và vài cây gỗ 5-10 phân. Tôi đốt tấm giấy để lấy hắc yến hàn mấy cái lỗ ở đáy thùng và rồi tôi đóng hai thanh gỗ vào hai bên thùng để giữ thành thùng và cũng để khiêng nó. Tôi đã có một cái thùng đựng nước, nhưng rồi tôi lại không thể khiêng nó một mình được. Tôi nói với Điệp khiêng phụ với tôi và chia nước để dùng chung. Chiều hôm ấy, chúng tôi đã được một cái thùng đầy nước, nhưng chúng tôi quyết định chỉ sử dụng nước khi thật cần thiết mà thôi. Lúc ấy là cuối tháng 6, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi làm thêm hai cái thùng nữa theo cách ấy để đựng nước. Sau kinh nghiệm đầu tiên, chúng tôi làm được một cách tốt hơn. Vài tuần sau, tôi có thể làm được một cái thùng tròn từ tấm tôn. Điều khó khăn gặp phải là chẳng có cái nhà vệ sinh nào trong phòng. Tôi đi quanh trại để tìm xem có cái nhà cầu nào không, nhưng quả thật không có cái nào cả. Chung quanh trại chỉ có một hàng rào thưa bằng kẽm gai. Tôi nghĩ tôi có thể chui qua một cách dễ dàng. Chỉ có một cái trạm gác ở cổng trước. Tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết là tìm được một cái xẻng hay một cái cuốc rồi chui qua hàng rào. Không phải để trốn trại mà chỉ để ỉa mà thôi. Như tôi đã nói, trại là làng cô nhi trước đây, do đó tìm một cái cuốc hay xẻng không phải là việc khó khăn. Đó là bài học đầu tiên mà tôi học được của cái gọi là nếp sống văn hóa mới của cách mạng. Sau đó, tôi lại tự hỏi, tôi tắm ở đâu bây giờ? Tôi chưa quen tắm ngoài trời, vả lại còn có đàn bà con gái trong trại nữa. Tôi đi đến một cái liều tôn bỏ hoang, nơi từng là nhà tạm trú cho các nạn nhân chiến cuộc, nhưng có nhiều trại viên nữ đang chờ đợi ở đấy. Tôi đành phải bỏ ra về để tắm ngoài trời với chiếc quần đùi vậy. Tôi nghĩ rằng để sống được trong trại, tôi cần phải nhanh chóng thích ứng với mọi tình huống. Và đó cũng là bài học thứ hai mà tôi học được trong ngày đầu tiên trong trại cải tạo. Có tiếng gọi trại viên đi đến bếp để lãnh phần ăn chiều. Tôi phải đi vì là phiên mình có nhiệm vụ lãnh thức ăn cho tổ. Tôi xếp hàng đi theo các trại viên khác để đi đến nhà bếp. Nhà bếp là một dãy liều dài khoảng 50 thước, rộng khoảng 6 thước, gồm những hàng cột và những mái lợp tôn. Hai dãy lò bằng đất sét với 6 lò nằm dọc theo chiều dài. Một dãy lò để nấu cơm và dãy kia để nấu thức ăn và nước uống. Trên mỗi lò có một cái chảo to. Vài người nấu bếp đang quậy cơm và thức ăn bằng những cái xẻng. Vài người cho biết rằng những đầu bếp này là những người làm cho nhà thầu. Nhưng tôi lại nghĩ có thể họ là tai mắt của Việt Cộng. Trong một trại mà hầu hết là những người đã giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cũ, tôi nghĩ Việt Cộng không thể không lợi dụng cơ hội để thu lượm những tin tức cần thiết cho chúng. Tôi nhận được một xô cơm và anh bạn cùng nhóm nhận được thau canh bí đỏ nấu với đậu phộng. Việc tiếp theo mà tôi phải làm khi đem cơm về đến nơi là làm sao để chia đều cho 10 anh em trong tổ. Tôi yêu cầu mọi người trong tổ để đồ đựng cơm và thức ăn riêng rẽ ra chung quanh xô cơm. Và tôi dùng cái ca quân đội của tôi để đông cơm cho mỗi người. Người bạn cùng nhóm của tôi cũng làm như vậy với phần canh. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia phần cho bữa ăn chiều.
Phần cơm mà tôi nhận được trong bữa ăn đầu tiên này là một loại cơm nấu bằng gạo lứt đỏ lẫn đầy thóc, thường được dùng để làm thức ăn cho gia súc. Phần canh thì lỏng bỗng vài lát bí đỏ và mấy hột đậu phộng nấu trong nước nêm một ít muối cùng vài lát hành sâm. Tôi nhặt thóc lẫn trong cơm trước khi ăn để khỏi bị đau dạ dày. Ngày đầu tiên trong trại cải tạo trôi qua khi chúng tôi nghe tiếng kẽn đánh dội vào từ khu cơ quan. Đó là tiếng đập của chiếc búa nện lên một cái vỏ bom treo trên cành cây. Kể từ đó, tôi phải tập quen dần với tiếng kẽn nghe khắp mọi nơi. Tiếng kẽn báo thức, kẽn báo giờ lao động, giờ giải lao, v.v. Sống trong trại cải tạo không gì khác hơn là làm những việc mà cái kẽn và cái gọi là cán bộ bảo chúng tôi phải làm. Và đó cũng là bài học thứ ba mà tôi đã học được trong ngày đầu tiên trong trại cải tạo đầu tiên. Mọi người đã treo mùng, nhưng những tiếng thì thầm vẫn còn nghe một vài nơi trong phòng giam. Tôi nghĩ mọi người đều có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với bạn bè. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có gì hơn là nói về số phận của chúng tôi sẽ ra thế nào đây trong những ngày tháng sắp tới. Tôi đã thiếp đi trong một giấc ngủ mệt nhọc sau khi suy nghĩ về vợ tôi cùng đứa con chưa ra đời.